Hạnh Phúc, Đồng Văn, Mèo Vạc, Mã Pì Lèng, Tam Giác Mạch, Pao, Yên Minh, Quản Bạ là những cái tên được nhắc tới nhiều trong khoảng 20 năm trở lại đây. Đó là những cái tên của biểu tượng, của đặc trưng vùng cao mà ai cũng phải đi qua mỗi khi đến với Hà Giang. Những cung đường đẹp như mơ, những con dốc huyền thoại, những khúc cua dường như chỉ có trong cổ tích mà chúng ta được đi qua hôm nay, mang theo về biết bao cảm xúc về vẻ đẹp, sự kỳ vĩ và tình yêu với đất nước lại được về, tạo nên bởi những đôi bàn tay, sức trẻ cùng nhiệt huyết của những người thanh niên xung phong phá đá mở đường. Tháng 5 năm 1959, khi cả đất nước cùng gồng mình chống Mỹ với con đường Trường Sơn huyền thoại, và cũng vào tháng 10 năm đó, cũng có một con đường được khởi công xây dựng và sau này trở thành một biểu tượng sức mạnh, là niềm tự hào của thanh niên xung phong 6 tỉnh biên giới Cao Bằng, Bắc Thái, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và 2 tỉnh Nam Định, Hải Dương. Đó chính là con đường mang tên Hạnh Phúc. Họ đã dành 6 năm với hơn 2 triệu ngày công lao động, phá hàng triệu mét khối đá, mở 185 km đường, mang lại sự no ấm cho hơn 8 vạn đồng bào vùng cao Hà Giang. Và cho đến tận hôm nay, hơn 60 năm đã qua và tròn 55 năm hoàn thành con đường lịch sử đó, thì trong ký ức những người thanh niên năm xưa, giờ đã gần 80, vẫn vang lên tiếng đục đá, tiếng mìn nổ và cả tiếng kêu gọi lên đường với vùng cao năm nào. Ông Nguyễn Mạnh Thùy, người Nam Định, rời xa quê hương lên Hà Giang làm đường và đã ở lại, gắn bó với mảnh đất này đến tận bây giờ. Người chiến sĩ can trường này vẫn chưa khi nào dừng việc tìm kiếm tư liệu, số liệu, thân nhân và gia đình của những người đồng đội đã cùng mình nếm mật nằm gai năm xưa. Tâm nguyện của ông là làm thế nào tập hợp đầy đủ nhất thông tin về những người tham gia mở đường, tạo nên con đường Hạnh Phúc đi vào huyền thoại. Bảo tàng lịch sử Hà Giang là nơi đã dành một khu quan trọng để trưng bày hiện vật về con đường Hạnh Phúc. Với các cán bộ của bảo tàng, ông Thùy là nhà cố vấn vô cùng quan trọng. Mỗi khi có hiện vật được tìm thấy, họ luôn trao đổi với ông để cùng kiểm tra, bởi sự am hiểu, trí nhớ của ông về mỗi người, mỗi chi tiết, mỗi cung đường năm xưa. Hạnh Phúc là được cống hiến, được tin vào điều tốt đẹp và được sống với lý tưởng của mình. Họ, những con người tuổi 18 đôi mươi của hơn 60 năm về trước, đã đến với vùng cao, đến với con đường. Và cũng chính từ con đường ấy đã tìm ra hạnh phúc đích thực của riêng mình. Và hơn thế nữa, hạnh phúc đã đến với hàng vạn đồng bào vùng cao gian khó, mở ra một cuộc sống mới cho hơn 8 vạn người của 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Lúc đó là thanh niên là nghe theo cái tiếng gọi của đoàn, của đảng, thì là xung phong đi bất cứ một việc nào. Thì khi đó là cũng như chúng tôi ở Nam Định ấy, là xung phong đi ra chiến trường đánh Mỹ, chứ không biết là lên đây. Nhưng khi có Trung ương đoàn huy động thì là Trung ương đoàn mới yêu cầu các tỉnh đoàn cắt của Hải Dương 200 người đưa đi Hà Giang và của Nam Định 100.
để lên hỗ trợ cho con đường hạnh phúc. Thì là cái chủ trương của Đảng với đoàn thanh niên lúc đó là tập trung cái lực lượng thanh niên cao độ cho vào chiến trường chống miền Nam. Nhưng mà sau khi nhận được cái nhiệm vụ này thì Trung ương có điều động 2 tỉnh của Hải Dương 200 và của Nam Định 200 lên hỗ trợ cho 6 tỉnh miền Bắc. Chú, cái đoàn chú đi hồi đấy là 100 người luôn. Đoàn tôi Nam Định 100 người và đoàn đi tàu lên Hà Nội xong rồi. Vâng, đi tàu lên đến Phú Thọ. À. Vâng, thì xe của Hà Giang từ Hà Giang về đón ở Phú Thọ lên Tuyên Quang và lên đến đây. Lúc đấy lên đến đây thì thế nào chú? Lên đến đây thì bỡ ngỡ lắm, bởi vì anh em tôi khi đi được điều động thì nói là lên công trường Đồng Văn. Thế anh em tôi lại nghĩ là Đồng Văn ấy là Đồng Văn ở Phủ Lý, Nam Định, chứ không nghĩ là Đồng Văn của Hà Giang. Nhưng khi đến Phú Thọ thì các ông mới công bố là đã đi Hà Giang. Thế hôm sau là lên đến đây thì nói chung là lên đến đây thì nhiều người cũng chưa hề biết miền núi thế nào. Nó có cái buồn nhưng lại có cái vui là người ta thấy rằng được lên khám phá một cái khu vực rừng núi phía Bắc này mà ở dưới xuôi nếu không có cái dịp này thì không anh nào biết Hà Giang là cái gì cả. Thế sau đó thì cứ kèm một anh công nhân cũ, thì lại kèm một chúng tôi, thì dần dần nó quen sau mấy ngày thì cũng quen. Cái tuổi đời trung bình của lứa chú lên và những người trên công trường có cao thì... không? Lúc đó là phần lớn là từ 18 đến 20 tuổi, toàn trẻ. Chỉ có một vài đôi, có một vài đôi ở nhà đi đó thì là khoảng độ 25. Thế còn hoàn toàn là đúng với nghĩa là công trường của thanh niên. Vâng. Cái cực nhọc của cái cường độ lao động thì tôi không thấy là không, anh em cứ tầm lắm. Nhưng cái khó nhất là cái nước uống. Nước uống cực kỳ khó khăn, 100 người thì một ngày là phải cử ra 15 người. Tức là một ai đi khoảng độ 10 cây số mới tìm được nguồn nước, gánh được hai cái thùng nước, cái thùng sắt tây bằng này đấy, nó khoảng 15 lít. Nếu bây giờ tính là nó 15 lít, hai cái thùng đó là khoảng 30 lít. Nhưng về đến nhà thì nó sống đi chỉ còn được độ 20 lít thôi. Cái thời kỳ đó thịt, cá, gạo thì bỏ ngoài, nhưng nước là phải cho vào kho khóa. Mỗi một buổi sáng một anh chị công nhân, anh em thanh niên xung phong ấy là được một ca một lít, vừa đánh răng vừa rửa mặt. Khi mà mở cái mã pì lèng là cái vách đá 56 thước chiều cao và 60 thước là nó rất cao, một vách đá là giữa lưng ta liêm này. Thế thì không có một cái người nào mà dám cản trở mà lên nữa, bởi vì phải leo trên vách núi, xong rồi treo mình trên vách núi bằng dây dây an toàn. Thế để mà đục đá, mà mỗi ngày chỉ đục được một ít, thì phải tuyển lấy được 30 công nhân, gọi là đội cảm tử, thanh niên dũng cảm. Để mà không có cái huyết áp, không có ù tai hoa mắt, không có chóng mặt, thì mới lượng tuyển được 30 anh chị em. 30 người? 30 người. Và cái đội đó, xin lỗi anh là xác định là dễ hy sinh. Cho nên anh em sáng ra cũng như bộ đội ra chiến trận, là trước khi xuất quân là thề quyết tâm. Thời đó thì các cái phương tiện để làm việc với cả để an toàn thì có gì chứ? Cái an toàn là chỉ có mỗi một cái thắt lưng da mà mình mua từ Hà Nội lên. Và có một đường dây đèo như cái dây của anh xe đạp. Thế thì chỗ này nó có một cái móc xích để anh thắt đan như cái thắt. Mà treo 56 mét? Treo như thế và cứ leo được lên đến đó thì hết giờ mới về. 8 tiếng ở trên đó và cứ đến trưa thì cấp dưỡng mang lại cho mỗi anh một nắm cơm, ưu tiên là không có đội ngô. Đã. Thế và có một hai lát cái cá khô mà ở đây người ta gọi là cá mắm ấy, cá dưới biển ấy. Thế thì để cho anh em cơm và chúng tôi lại thả dây từ trên vách núi xuống, thả một cái dây xuống anh em ăn tại chỗ, buộc cái xoong lên, câu lên, câu xoong và câu nước uống lên để ăn buổi trưa trên vách núi đó, không được xuống. Mỗi lần xuống lên vất vả lắm. Thật ra đến hết giờ thì mới tụt xuống. Nhưng cháu muốn hỏi chú à, cái khổ như thế, khó như thế, thế sao những người như chú 55 năm sau vẫn ở lại Hà Giang? Thưa mấy anh à, không hiểu thế nào. Đến bây giờ cái lý giải anh em tôi cũng nhiều lúc, cái khí thế thanh niên nó mạnh lắm. Mà cái vấn đề gọi là tuyên truyền, ta nói là dân vận cũng là tốt rồi. Cho nên ý thức của anh em là không nghĩ gì những cái chuyện khó khăn ra khổ, mà chỉ nghĩ đến lao động hoàn thành nhiệm vụ. Cảm giác của chú mỗi lần đi lên nhìn thấy sự thay đổi đấy, đi trên cái con đường ngày xưa mình làm hạnh phúc như nào chú? Thật là vượt mục. Mà thực sự là con đường này, sở dĩ tại sao nó lại mang tên hạnh phúc. Khi con đường này đặt tên là chỉ là đặt tên công trường Đồng Văn Hà Giang thôi, Hà Giang Đồng Văn thôi. Nhưng mà đến Mèo Vạc thì ta lại đổ thêm hai chữ Mèo Vạc của nữa, là mở cho đến Mèo Vạc. Thì theo như các bác kể lại là khi Bác Hồ lên thì các đồng chí lãnh đạo Đảng
năm 61 ấy, là báo cáo với bác là tình hình con đường đã mở đến Đồng Văn, gần Đồng Văn rồi, tức là năm 61 là được đến gần Phú Bảo. Vâng. Thế thì tình hình bà con dân số là đọc là phấn khởi lắm, mà khi có con đường này cái đem lại cái đời sống này, đi đến đâu ô tô lên đấy khai thông được luôn, chứ không như chờ đến đích mới khai thông được. Đến Trắng Kìm khai thông, đến Quảng Bạ khai thông, rồi đến Yên Minh khai thông, đến được đoạn nào mà khai thông đến đó thì chở các cái hàng hóa gạo muối dầu vải lên cho bà con vùng cao, thì bà con đổi mới, cho nên đem lại cái hạnh phúc đổi mới cho bà con. Cho nên bác gợi ý là tại sao không lấy chính là con đường này do bác gợi ý đặt tên. Vâng, tại sao không lấy con đường, tên con đường này là con đường hạnh phúc. Từ đó thì cái từ hạnh phúc bắt đầu nảy nở ra từ năm 64. Tại sao tôi lại rời quê hương yêu dấu ngàn năm gửi gắm tâm hồn của tôi? Tại sao tôi lại rời ruộng lúa đồng bát ngát của quê nhà? Cứ mùa lúa chín trông xa xa như một biểu tượng hàng gợi sóng. Chúng tôi lên đường để tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao trong cuốn nhật ký mà chúng tôi đọc được trong bảo tàng của một cô thanh niên xung phong làm đường của tỉnh Hải Dương. Nếu cứ đi mà không nghe kể, được nhìn và cầm nắm những kỷ vật, dòng nhật ký, thì khó trả lời được tại sao toàn đá và đá, chẳng có máy móc, thiếu thốn lương thực, mà thời đó họ lại làm được một con đường trên độ cao hơn 1.000 mét. Và câu trả lời, dù chưa thể gọi đúng tên, thì có lẽ đó chính là tinh thần xung phong vì tổ quốc của thanh niên một thời. Hà Giang mùa này toàn màu xanh của ngô và lúa, một Hà Giang của sức sống được gieo trồng từ hơn nửa thế kỷ trước bởi công sức hàng vạn thanh niên. Quản Bạ và Yên Minh giờ đã trở thành những thị trấn nhà cửa san sát, trở thành những chặng dừng chân của du khách với nhiều homestay hay những điểm check-in đáng nhớ. Chúng tôi nhờ cô Đỗ Thị Suốt chỉ đường tìm đến nhà hai cựu giáo viên và y tá về hưu ở huyện Yên Minh. Họ là những người con Thái Bình, rời quê hương theo tiếng gọi của vùng cao, rồi cũng ở lại đây, nay đã hơn 80 tuổi. Số phận đã đưa họ lên và giữ họ lại mảnh đất biên ải. Gian khó là vậy, nhưng trong từng câu chuyện vẫn là sự tự hào bởi con đường đã chọn, bởi tiếng gọi từ con tim được cống hiến và mang sức trẻ, phụng sự đất nước, phụng sự bà con. Tinh thần thì anh nói thì phải nói là đúng cao, đúng không? Đâu cần thanh niên có, đâu có cái thanh niên mà phải nói cái này chúng tôi thấm nhận quá. Dạ. Nghe lên lên này xây dựng vùng cao biên giới thì phải nói thanh niên rất là sớm. Con hỏi ông là hồi đấy không có đường như thế, đi vào vào vảy vào cắm bản. Lúc đấy cái điểm xa nhất ông đi là đâu? Dạ, nếu nói tôi thì tôi đi. Tôi ngồi đây từ đây đi mà bạn thì tất cả cả cha đây. Nhưng mà thời đấy đi bộ. Bộ cho anh như thế này, tôi đi 3 ngày. Mới đi 3 ngày mới đi phố bảng đây nhé. Đi bộ đấy. Từ Yên Minh này. Đấy, từ Hà Giang. Từ Hà Giang. Đi bộ từ Hà Giang. Hơn 100 cây. Đi đâu? Hơn 100 cây số chỉ có đi bộ thôi. Con đường ấy ngày xưa nó chỉ là con đường ngoài. Vâng. Đường nhựa đi thôi mà. Thế nhưng mà tại sao sau đấy thì bà lại quyết định bà lên cùng ông? À, các bà rủ nhau. Vâng. Anh ấy nói chuyện mà trên này có đang làm đường, có những thanh niên xung phong đang làm đường thì
có đi không, thế là chúng tôi quyết định đi. Lúc tôi lấy nhà tôi thì tôi ở nhà được 4 năm là tôi làm ruộng ở nhà. Thế này đến lúc 4 năm thì đến năm 64 rồi tôi mới đi. Nhưng mà lên trên này mà lúc đấy làm đường thì vất vả lắm. Dạ đấy nó thô sơ thôi. Vâng. Anh có biết này làm mắt cái làng không? Cao mình trên bánh đá thì mình làm cái làng. Không máy móc gì đâu, tròn búa. Bà là làm từ năm 1964 đến năm 65. Tức là cái đoạn gọi là ác liệt nhất của cả cái con đường mà chỉ có 20 km thôi mà làm mất 2 năm. Cô Suốt trông coi nghĩa trang gần chục năm nay. Cô Mai thì vẫn qua lại thắp hương đồng đội mỗi khi có dịp. Yên Minh là nơi những người thanh niên xung phong hy sinh khi làm con đường hạnh phúc nằm lại. Có những người trước khi mất còn xin được nằm lại đây chứ không chôn cất ở quê nhà vì muốn gắn bó với đồng đội, với mảnh đất chứng kiến thời tuổi trẻ của họ. Chắc đó cũng là hạnh phúc của vùng đất này khi đón nhận những con người nằm lại vì cuộc trường chinh mở đường năm ấy. Chú phẩm này là A trưởng thanh niên xung phong ấy chứ? Đây là chú này, chú A trưởng ấy chứ? Anh này là anh ở C Thái Nguyên. Vâng. Anh làm A trưởng. Chú này là bị hy sinh ở dưới vực đấy hả cô? Vâng, bị hy sinh, anh ấy là đứng ở trên đường. Thế vâng. Nhưng mà hôm ấy là có hai bố con của người Mông đi. Thì cái người ấy lại bố thì lại dắt một đứa trẻ nữa. Thế trong khi đấy thì đá nó đang lăn xuống. Vâng. Nó đang lăn xuống thì anh ấy mới run hai bố con vào để đánh đá. Thế là anh ấy bị đá lăn là anh ấy bị rơi xuống. À. Là anh ấy hy sinh. Mà rơi xuống hẳn dưới vực đấy hả cô? Vâng, rơi xuống hẳn dưới vực đấy. Thế thì trong rồi mọi người lại phải ròng dây. Mọi người phải ròng dây xuống để mà lấy xác anh ấy lên. Từ 8 giờ cho đến tầm 4-5 giờ mới lấy được xác anh ấy lên. Vâng. Vực sâu như thế mới đưa được lên. Cái tiếc là đây cô này. Vâng. Cái chú hy sinh ngày 4 tháng 3 năm 65, tức là gần đến ngày thông xe lắm. Vâng, gần đến ngày thông xe đấy. Vâng. Dành cả cái tuổi thanh niên mà đến gần lúc là thành công rồi thì lại hy sinh. Con muốn hỏi cô là cô lên trên này như thế, mình cũng bỡ ngỡ. Nhưng mà lên thì thấy một cái không khí ở công trường lao động thì thế nào cô? Vâng, không khí ở công trường lao động thì nói chung là anh chị em rất là hăng say lao động, mà anh chị em đoàn kết nhau như là anh em một nhà, có những cái khó khăn gì cũng vượt qua được. Tuy rằng là ăn uống rồi chỗ ăn chỗ ở nó hiếm, nó không phải là có giường phản nằm đâu, nó là một cái tre để mà đập ra xong rồi để giải thành lán ấy, rát hết bằng tre, rát bằng tre để nằm cái rát đấy thôi, chứ không có giường mà cũng không có phản nằm. Nếu mà ai mà rạy ấy thì rạy đầu đằng này, rạy thì đầu đằng kia cũng nghe thấy hết, lóc rách cọt kẹt hết. Vâng, thế không có điện gì cả, chỉ có đèn dầu. Lúc bấy giờ là chúng tôi là lên là chưa có điện, có đèn dầu thôi. Thế nhưng mà anh chị em rất là hăng say lao động. Kỷ niệm của cả cái tuổi thanh xuân dành cho con đường ở đây đấy ạ. Vâng, vâng. Kỷ niệm hoàn thành đường Mèo Vạc.
1959, ngày xưa tên gọi là đường Mèo Vạc hả cô? Vâng, đường Hà Giang Mèo Vạc. À. Vâng, Mèo Hà Giang đến Mèo Vạc là thông đây xe. Đây là cái duy nhất là còn từ hồi năm 65 cô được nhận. Vâng, này. Duy nhất là từ năm đấy tôi được nhận cái này thôi. Thì là mình giữ được cái này thôi, còn các những kỷ niệm khác hay là ảnh ấy thì ví dụ như mình lại lên núi này mình phải đeo dây an toàn để mà đục choàng hay là bẩy đá xuống nhưng mà không giữ cô được. Cô cũng phải đục choàng. Có chứ, phải đục choàng chứ, coi như là cái gì cũng phải làm hết. Đục tròn bằng cái búa 5 cân cũng có, rồi 3 cân cũng có. Thì thường thường là chị em phụ nữ thì các anh ấy cho cái búa mình đập 3 cân. Vâng. Và một người đập, một người xoay. Ưu tiên phụ nữ vâng, hơn. Ưu tiên phụ nữ. Nói chung là các anh rất là đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, rất là tốt. Cho nên là mình cảm thấy rất là vui, không có cái gì quản ngại khó khăn cả. Cô Mai, người phụ nữ quê lúa theo chồng lên vùng cao, trở thành công nhân mở đường, rồi thành y tá. Nay đã về hưu, sống gắn bó với vùng núi Yên Minh. Còn cô Suốt, Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong huyện đoàn Yên Minh, trong câu chuyện nói với chúng tôi, có chia sẻ về sự gắn bó và tình cảm đặc biệt không lý giải được khi cô nhận chăm nom và qua lại nghĩa trang này. Nó kỳ lạ như số phận vậy, nên dù bận hay nhiều việc đến đâu, cô vẫn muốn là người qua lại thường xuyên, coi sóc phần mộ các liệt sĩ. 14 ngôi mộ, 14 liệt sĩ, người trẻ nhất 17 tuổi, người nhiều nhất 33. Họ hy sinh trong suốt 6 năm trên 185 km đường. Có những người mới 17 tuổi, có những người chỉ còn ít ngày là hoàn thành và có những câu chuyện trở thành lịch sử của mảnh đất này. Họ là những câu chuyện như huyền thoại thời hiện đại về tinh thần xung phong vì tổ quốc, vì đồng bào vùng cao mà lớp thanh niên thời đó đã dệt nên. Hành trình lên với Ma Pì Lèng, với Mèo Vạc, điểm cuối con đường, cùng những câu chuyện và nhân vật mới sẽ có phần 2 của trải nghiệm trên con đường huyền thoại, con đường mang tên hạnh phúc.